Trong 3 ngày, các cán bộ quỹ được tập huấn kỹ thuật xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng, chuyển dữ liệu từ máy GPS sang phần mềm MapInfo, sử dụng ảnh vệ tinh cập nhật bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng, sử dụng phần mềm điện thoại kiểm tra hiện trạng, cập nhật và biên tập bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn về sử dụng bản đồ MapInfo trong rà soát, xác định diện tích và xây dựng biên tập bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng hàng năm, những thay đổi của các lô trạng thái rừng có biến đổi. Từ đó thực hiện thống kê, đánh giá hiện trạng rừng sát với thực tế số tiền được chi trả cho công tác bảo vệ hàng năm của các chủ rừng.